Vâng, và hôm nay tiếp tục Lê Tuấn lại tìm cho các bác một con Isuzu 2210 các bác nhé. TS2210. Vâng. Trên con đường đi tìm hạnh phúc mới cho các bác, lấy cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình. Hôm nay chủ nhật em đi từ sáng đến giờ. Hiện bây giờ em đang loanh quanh ở thị xã Phú Giáo, thành phố Bình Dương các bác nhé. Và hôm nay em rất nhiều video lý thú, bởi vì có những nhiều người gọi điện cho Lê Tuấn, thì hôm nay Lê Tuấn 4-5 nhà đang chờ đợi Lê Tuấn. Thì lúc này tầm 2-3 giờ chiều, Lê Tuấn đi ngang cái gara này và thấy một em Isuzu các bác nhá, có cả coi như là dàn sới này zin luôn của em luôn. Và em đoán chắc rằng là cái vỏ này còn mới zin luôn, và cũng đang còn zin nguyên bản luôn. Đấy, chủ nhà sơn lại một tí cho nó mới cũng đẹp, không vấn đề gì. Đấy, và em hỏi chủ nhà kêu 38 triệu. Chủ nhà kêu tất cả các thứ còn zin nguyên đai, nguyên kiện, nguyên bản, vỏ đây, ghế đây. Nhưng mà chủ nhà đấy, che cái đít lại thì em mở đít ra coi. Đây, tất cả vài cái đang còn, hệ thống đang còn làm, đang hoạt động các bác nha, nhưng che lại không cho mưa gió đó. Thì em cũng kỹ lưỡng, em cũng đậy lại. Và thứ hai, có đèn này, có rè đẹp này các bác nha, rè đẹp và đèn đẹp, vỏ mới tách tạch tạch, đang zin nguyên đai nguyên bản. Rồi, đây là em quay bên này các nhà, Isuzu. Đấy, em sinh ra ở đâu mà không có tên cũng không có đời. Rồi, tí em quay nguyên cái này riêng cho các bác, còn bây giờ em chỉ review bên này. Và em trước khi em quay đây thì chủ nhà có bảo, không phải chủ nhà mà chủ gara có bảo là đậy lại cho cháu mưa. Thế là Lê Tuấn phải đậy lại bác nha. Đây, Isuzu. Rồi, ok. Rồi, Lê Tuấn bỏ lại cho tí, rất cẩn thận đúng không ạ? Cái gì cái mình đi quay nhưng mà mình phải tôn trọng các bác nha. Rồi, em đi review qua bên này nhé các bác nhé. Rồi, bên này. Đấy. Các bác thông cảm cho em, có những hôm em phải làm cỏ rồi em mới quay các bác nhé. Còn hôm nay thì em chỉ tốc váy lên thôi chứ không có gì cả, bình thường. Mưa gió hôm nay là mưa gió cực kỳ luôn các bác nhé, gió mưa bão bùng mấy hôm nay liên tục. Nhưng em cũng phải tranh thủ lên mấy video cho các bác. Đây, hai máy các bác nhé. Hai máy với em được ba máy thì ngon, nhưng mà hai máy các bác, hai máy đấy, máy bao zin các bác nhé, bao zin đầy đủ cho các bác. Chủ nhà nói ok, bánh trước để đây nó bể một bánh nhưng không sao, ba gần đấy. TS2210 các bác nha. 38 triệu. Chủ nhà nói 38 triệu, em cũng không nói, em quay lên cho các bác. Các bác nào thích thì alo cho em 0394 326198 đây các bác này. Các bác nha, đấy. Đây. Rất đẹp. Đẹp lắm các bác ạ. Rồi, em đẩy lại các bác nha. Thế thôi, Isuzu chủ nhà nói là bao tiền nhất. Bình bọng đàng hoàng cho các bác luôn. Đây, và vỏ mới cáo luôn, chưa hết hơi luôn, đang còn zin. Rồi, và tiếp tục có một dàn sới đằng sau, rất đẹp, để nói lên là xe đang đi làm các bác nhé, chứ không phải là xe bán. Cái đít của nó sát rưng luôn các bác nhé. Đây. Đấy. Ok chưa? Đây, và có hai cái bánh, hai cái gì đây? Đây, các bác biết đây. Đó. Nhưng rớt ra một bánh rồi còn một bánh. À, cái đồ lăn, đồ lăn. Thứ hai, dàn sới các bác này, sới này này các bác nhá. Đấy, nhất ông Tèo ở Tiên Ninh này, ông Tèo ở Tiên Ninh, ông làm ơn ông nhìn rõ vô rồi cái ông Tèo nhá. Isuzu 2210 một cầu với dàn sới, vỏ đẹp chưa. Đấy, giá rát lắm ông Tèo ơi, ông Tèo, đồng chí Tèo Tiên Ninh. Đây, đấy, đây dàn sới này các bác này. Đấy, đấy. Đấy, thấy chưa, em lên sát đây các bác, sới sới bóng, sới này là mở ốc ra luôn các bác nha, sới mở ốc cho các bác thích con nào mở nó cho thoải mái. Rồi, đi cặp treo dàn 38 triệu các bác nha.
Và cuối cùng tụi em xin chân thành cảm ơn các bác, và em xin dừng video tại đây để tiếp tục con đường của em đang đi tiếp. Các bác xin ăn lại video sau.